Xin chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con chăn nuôi đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Từ thời xa xưa, khi chưa có các loại hóa dược như bây giờ, con người đã biết dùng những loại cây thảo mộc để làm thuốc chữa bệnh, để ăn sinh tồn qua năm tháng, qua thời tiết khắc nghiệt. Hiện nay, trên thế giới và Việt Nam, tình trạng kháng kháng sinh trên người và vật nuôi đang ở mức báo động, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Khi một số bệnh nhiễm khuẩn cả trên người và vật nuôi, không còn khả năng điều trị bằng các loại kháng sinh thông thường. Việc sử dụng thảo dược bổ sung vào thức ăn chăn nuôi được xem là một hướng đi an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường. Trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu rõ hơn về các loại thảo dược và ứng dụng của chúng trong chăn nuôi. Về lợi ích khi sử dụng các sản phẩm thảo dược trong chăn nuôi. Lợi thế ưu việt nhất mà các sản phẩm thảo dược mang lại trong chăn nuôi đó là hiệu quả cao, không gây hiện tượng kháng thuốc, không để lại tồn dư trong sản phẩm, an toàn cho người và động vật, giảm hao hụt trọng lượng và hao hụt đàn, giá thành rẻ. Các sản phẩm thảo dược có tác dụng phòng và trị các bệnh như bệnh cúm, bệnh đường ruột, điều trị vết thương, tăng tính ngon miệng, giải độc, ức chế nấm mốc, côn trùng, tẩy uế môi trường, nâng cao chất lượng thịt, trứng và sữa. Một số các thảo dược phổ biến được sử dụng trong chăn nuôi như: thứ nhất là tỏi. Tỏi là một loại kháng sinh tự nhiên, đã được người dân sử dụng từ ngàn đời xưa để phòng bệnh cho vật nuôi, đặc biệt là giai đoạn đầu phát triển. Tỏi có hoạt chất chính là allicin, một chất kháng sinh tự nhiên mạnh hơn penicillin. Tỏi có tác dụng đáng kể lên hệ thống miễn dịch, giúp tăng hoạt tính các thực bào lympho, có tính kháng khuẩn ức chế 70 loại vi khuẩn gram âm và gram dương, kháng virus, diệt ký sinh trùng và nguyên sinh động vật, phòng tránh tốt các rối loạn men tiêu hóa, nhiễm khuẩn dạ dày ruột, chống các bệnh đường hô hấp. Ngoài ra, tỏi còn giúp tăng hiệu quả sử dụng kháng sinh trong việc điều trị bệnh. Thứ hai là nghệ. Nghệ chứa hoạt chất chính có tên là curcumin, chất này làm cho nghệ có màu vàng. Curcumin có vai trò kích thích hệ miễn dịch, giúp cho hệ tiêu hóa, hệ xương khớp khỏe, chống oxy hóa. Thứ ba, gừng. Mùi và vị của gừng là do một hỗn hợp dễ bay hơi có tên là zinron, saccharols và zingerols. Zingerols kích thích nhu động ruột, tăng tiết nước bọt, giảm đau, an thần, giải nhiệt và kháng khuẩn. Zinron trong gừng có tác dụng ngăn ngừa hiệu quả tiêu chảy gây ra do nội độc tố của vi khuẩn E. coli. Thứ tư, đó là artiso. Artiso thường được sử dụng trong chăn nuôi dưới dạng cao artiso, được chiết xuất từ 100% artiso tự nhiên. Artiso chứa hoạt chất quinarin, apigenin, luteolin, có tác dụng tăng cường chức năng gan, mật. Cao artiso giúp hệ tiêu hóa ở vật nuôi được hoạt động tốt hơn bởi khả năng điều trị các bệnh đường tiêu hóa, đồng thời còn hạn chế quá trình tạo sỏi ở đường tiết niệu gia cầm. Nhờ các hợp chất flavonoid là những chất oxy hóa chậm mà cao artiso có chức năng ngăn chặn quá trình oxy hóa các gốc tự do, đồng nghĩa với việc hạn chế và bảo vệ vật nuôi khỏi các biến dị, hủy hoại tế bào, ung thư, sự lão hóa vật nuôi. Thứ năm, cây cam thảo. Cây cam thảo chứa hoạt chất glycyrrhizin. Hoạt chất này có vị ngọt gấp 50 lần so với đường sucrose. Sau khi xử lý nhiệt, vị ngọt này vẫn được duy trì. Cam thảo được sử dụng trong chăn nuôi với mục đích tăng tính thèm ăn, giải độc gan, tăng chức năng miễn dịch và chống lại stress do chuyển mùa, thay đổi thức ăn, tiêm phòng vaccine. Thứ sáu là bạc hà. Hoạt chất chủ yếu trong bạc hà là tinh dầu bạc hà. Tỷ lệ tinh dầu trong bạc hà thường từ 0,5 đến 1%, có khi có thể lên tới 1,3 đến 1,5%. Tinh dầu bạc hà thường được dùng để giảm ho, hỗ trợ điều trị và làm giảm triệu chứng của các bệnh như hen, cúm, viêm phế quản, chống buồn nôn, giảm đau cơ, giảm đau họng, giảm tắc nghẽn mũi, họng, do đờm, chất nhầy. Ngoài ra, tinh dầu bạc hà còn có tác dụng giảm nôn, hỗ trợ tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi. Việc bổ sung lá bạc hà khô hoặc tươi vào khẩu phần ăn của gà đẻ đã giúp làm tăng đáng kể trọng lượng trứng, sản lượng trứng, khối lượng trứng và lượng thức ăn. Thứ bảy đó là quế. Quế là một loại thảo mộc phổ biến, được sử dụng trong chăn nuôi gia cầm. Các hoạt chất chính có trong quế có tác dụng kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, giảm viêm và chống oxy hóa. Ứng dụng tốt trong giai đoạn úng thời tiết lạnh và nồm ẩm. Chống nấm, ức chế hoạt động của một số loại nấm. Chống ve đỏ gia cầm, quế được phát hiện là một chất xua đuổi hiệu quả mạt, ve đỏ ở gia cầm. Lợi ích về đường tiêu hóa. Bột quế hoặc các dẫn xuất của nó có tác động tích cực đến tiêu hóa, hấp thụ, hoạt động của hệ vi sinh vật đường ruột, khả năng miễn dịch cũng như cải thiện việc sử dụng thức ăn. Ngoài ra còn rất nhiều các thảo dược khác đã đang và sẽ được ứng dụng để sử dụng trong chăn nuôi. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các sản phẩm thảo dược đã đến được với bà con chăn nuôi, nhằm mục đích hạn chế việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng.
bà con chăn nuôi có thể tham khảo một số sản phẩm của công ty Sao Mai như Anti-Stress KC, sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, giúp tăng đề kháng, chống nóng, giải độc gan thận, cầm máu và chống chảy máu cho vật nuôi. Tonic Key hoặc Kernetic, thảo dược giúp bổ thận, đào thải độc tố, tăng cường chức năng gan thận của vật nuôi. Moonvigood hoặc Multivita, thảo dược giúp vật nuôi tăng trọng, vỗ béo, mượt lông, lên màu. Eggdan hoặc Boss Egg, thảo dược giúp đẻ bền, đẻ nhiều, trứng đẹp và kích trứng. Và còn rất nhiều các sản phẩm thảo dược khác nữa. Như vậy, Dr. Vet vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về các loại thảo dược được sử dụng trong chăn nuôi. Chúng tôi rất mong muốn những kiến thức mà Dr. Vet chia sẻ sẽ giúp ích cho bà con trong quá trình chăn nuôi của mình. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.